Nhắc đến sản phẩm phái sinh trong nghệ thuật, chúng ta nhớ ngay đến các sản phẩm được phóng tác, sáng tạo từ các bộ truyện tranh mèo Doraemon, Nàng Bạch Tuyết và Bầy Chú Lùn, hay ở Việt Nam là tác phẩm Giấy Mèn Phiêu Lưu Ký. Còn đối với sản phẩm phái sinh từ mỹ thuật, có thể kể đến những bộ lịch treo tường hay tem thư in từ các tác phẩm hội họa như Thiếu Nữ Bên Hoa Huệ của họa sĩ Tô Ngọc Vân hay Em Thúy của họa sĩ Trần Văn Cần. Cho đến nay, các tác phẩm mỹ thuật từ dân gian truyền thống đến hiện đại đã được các nhà thiết kế ứng dụng rất đa dạng trong đời sống, từ các sản phẩm thời trang, túi sách đến đồ gia dụng, nội thất và quà tặng. Trên thị trường các sản phẩm phái sinh của Việt Nam thì hiện tại cũng đang là phát triển khá là mạnh và khá là tốt. Phái sinh thì ở Việt Nam thì chắc ấn tượng nhất bây giờ cũng là phổ biến rất là nhiều là những sản phẩm kiểu như là quần áo, đồ lưu niệm hay là đặc biệt là như là các loại quà những ngày Tết hay là lễ. Trên thế giới, các tác phẩm mỹ thuật đã được đưa vào các sản phẩm tiêu dùng rất nhiều và Việt Nam không nằm ngoài xu hướng đó. Đây là một trong những yếu tố sáng tạo cần thiết góp phần thúc đẩy xã hội phát triển, mang lại hiệu quả kinh tế và góp phần tạo nên một nền công nghiệp sáng tạo. Mặt khác, tác phẩm phái sinh còn gia tăng giá trị cho tác phẩm gốc, thúc đẩy sự phát triển của tài sản trí tuệ trong lĩnh vực nghệ thuật. Nghệ thuật phái sinh trên thế giới cũng đã làm rất là nhiều rồi. Nó sẽ là một cái xu thế phát triển của thế giới và Việt Nam không ngoài cái xu thế đó. Nếu như tất cả chúng ta đều quan tâm thì những cái giá trị này sẽ ngày một được tôn vinh và cộng hưởng cùng nhau để tạo nên nhiều cái giá trị hơn. Việc sử dụng các tác phẩm phái sinh mỹ thuật vào sản phẩm tiêu dùng sẽ tạo nên bản sắc văn hóa Việt Nam đậm đặc, được truyền tải một cách độc đáo qua các sản phẩm thời trang, văn phòng phẩm, phụ kiện. Không dừng lại ở việc quảng bá, lan tỏa văn hóa Việt Nam, tác phẩm phái sinh còn là nhịp cầu kết nối các nghệ sĩ với công chúng yêu nghệ thuật, từ đó nuôi dưỡng và lan tỏa sức sáng tạo cá nhân dựa trên cảm hứng từ văn hóa truyền thống. Làm cái dự án Lụa Lý Sưu này thì mong muốn của tôi là đóng góp một chút vào cái việc là lan tỏa cái văn hóa tơ lụa của Việt Nam. Thứ hai nữa là lan tỏa các câu chuyện văn hóa của Việt Nam, những cái di sản của Việt Nam lên các cái sản phẩm lụa Việt Nam. Nhằm khai thác mỹ thuật truyền thống như tranh dân gian, rối nước được các nhà sáng tạo dày công thiết kế tỉ mỉ, tạo nên sản phẩm quà tặng chất lượng tốt nhất. Đối với thời trang, việc đưa các tác phẩm hội họa đương đại ứng dụng trong các thiết kế thời trang luôn là một lựa chọn ưu tiên đặt lên hàng đầu. Có thể kể đến các nhà thiết kế Hoàng Ly, Phan Đăng Hoàng, Tracy Studio đã tạo nên những sản phẩm cao cấp như một tác phẩm nghệ thuật. Những cái sản phẩm tranh dân gian mà chúng tôi ứng dụng vào các cái sản phẩm, đưa cái tranh nào vào sản phẩm thì chúng tôi cũng đều nghiên cứu xem là cái mẫu mã đó có phù hợp với cái sản phẩm đó không. Tùy theo cái mục đích sử dụng của sản phẩm thì chúng tôi sẽ thiết kế sao cho mà vẫn giữ nguyên cái tinh thần của tranh dân gian, phù hợp với cả cái thị hiếu của giới trẻ bây giờ. Làm cái sản phẩm thành quà tặng ấy giữ nguyên được những cái nét cơ bản nhất của nghệ thuật rối nước, chỉ có mô phỏng đó và thu nhỏ nó lại, tạo cho nó một cái phụ kiện chung quanh đó, chẳng hạn như là bao bì, tờ rơi, những cái cuốn sách nhỏ giới thiệu về nó kèm theo với những quà tặng để họ hiểu hơn về cái nghệ thuật rối nước. Vừa đẹp về hình thức nhưng mà nó cũng phải mang được những cái giá trị cốt lõi đích thực của nghệ thuật rối nước. Thiết kế như thế nào để giữ lại còn nguyên màu tranh, mình không làm mất đi cái màu tranh, phải về vẽ lại để đưa lên máy tính và in theo một công nghệ 4D. Phải cần có cái kỹ thuật để pha trộn màu mực rất là nhiều thì mới ra được cái màu nó đúng như mình mong muốn. Và nhất là tranh sơn mài có cái kỹ thuật cẩn chứng, giữ nguyên cái kỹ thuật cẩn chứng đấy lên chất liệu vải. Một ví dụ khác trong việc phát triển sản phẩm phái sinh đó là thương hiệu lụa The Shield. Vừa qua, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đã ký kết với The Shield triển khai dự án thiết kế các sản phẩm lụa dựa trên 9 bảo vật quốc gia hiện đang được lưu giữ tại bảo tàng. Đây là sự hợp tác tạo nên những sản phẩm lụa đặc sắc có câu chuyện kể về những tác phẩm mỹ thuật đỉnh cao. Bên cạnh đó, quảng bá các tác phẩm nghệ thuật của mỹ thuật Việt Nam đến đông đảo công chúng trong nước và quốc tế. Tôi cũng rất là may mắn là được Bảo tàng Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam lựa chọn để hợp tác, để nghiên cứu và thiết kế các cái sản phẩm dựa trên câu chuyện của 9 cái bảo vật quốc gia. Thì khi mà nghiên cứu thì chúng tôi nó có những cái ý nghĩa về văn hóa, về lịch sử, về xã hội Việt Nam từng thời kỳ, cũng như nó phản ánh cái trình độ nghệ thuật của mình. Lụa Việt Nam là một trong những cái sản phẩm truyền thống có từ khá lâu đời, và sự kết hợp giữa lụa với mỹ thuật rất là tuyệt vời và khá là thú vị để quảng bá lụa cũng như quảng bá các tác phẩm của mỹ thuật Việt Nam không chỉ ở trong nước và trên thế giới. Phát triển sản phẩm phái sinh đúng hướng sẽ mở ra nhiều cơ hội hiệu quả kinh tế cho bên sản xuất cũng như bên cung cấp tác phẩm. Nhưng phát triển thế nào cho đúng, lựa chọn ứng dụng thiết kế nào phù hợp với nhu cầu thị trường luôn là bài toán khó cho các đơn vị sản xuất.
Đặc biệt, ở mảng nghệ thuật truyền thống, các nhóm sáng tạo vẫn đang đi tìm nguồn lực để thúc đẩy phát triển và quảng bá cho sản phẩm của mình. Chúng ta có một cái nguồn tài nguyên rất là phong phú, dồi dào, nhưng mà cái cách làm của chúng ta thì đang hơi manh mốn. Những cái nhóm nhỏ như chúng tôi thì có cái niềm đam mê, có cái tình yêu ở trong đó, nhưng mà lại thiếu đi những cái nguồn lực và thiếu đi những cái cách để làm truyền thông một cách rộng rãi. Bên cạnh đó, bản quyền và tác quyền khi khai thác tác phẩm gốc đưa vào tác phẩm phái sinh còn là vấn đề bất cập hiện nay. Ở nước ngoài, rất hiếm xảy ra kiện tụng xung quanh các tác phẩm phái sinh vì ai cũng hiểu rõ các đặc điểm của hình thức sáng tạo này. Nhưng ở Việt Nam, phái sinh vẫn là một khái niệm gây nhiều tranh cãi. Cách đây mấy năm, nhiều vụ việc lấy tranh họa sĩ in lên áo dài không xin phép đã gây nên nhiều bức xúc. Những vụ xâm phạm quyền tác giả với tác phẩm gốc này ngày càng gia tăng trong những năm gần đây, có thể thấy tiềm năng thương mại hóa của những tác phẩm mỹ thuật khá hấp dẫn. Do đó, giải pháp về bản quyền và tác quyền đều dựa trên cách ứng xử của đơn vị sản xuất sản phẩm phái sinh. Điều này cũng đã đồng nghĩa đến việc quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm cả quyền tác giả, quyền có liên quan phải được tôn trọng. Tôi cảm thấy rất là bức xúc khi những cái tác phẩm của tôi sử dụng một cái cách mà tự do, không xin phép. Họ sử dụng một cách rất tùy tiện. Giá như họ đề cập với họa sĩ từ đầu thì họa sĩ có thể sẽ tư vấn cho họ cái cách để đưa một cái hình ảnh tranh đó lên áo dài cho nó đẹp hơn. Những sản phẩm phái sinh trong nghệ thuật đang ngày càng phát triển và được công chúng yêu mến đón nhận. Tác phẩm phái sinh cần thể hiện được sự sáng tạo mới mẻ, mang dấu ấn tác giả của nó, nhưng đồng thời phải đảm bảo không xâm phạm tới quyền tài sản của tác giả tác phẩm gốc và không trái với thuần phong mỹ tục. Những sáng tạo phái sinh trong nghệ thuật không chỉ mang đến những giá trị sáng tạo, ứng dụng mới trong cuộc sống, mà đó cũng là cách thúc đẩy và phát triển những giá trị sáng tạo, góp phần gìn giữ, bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Kính thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, cái tên Thanh Huy Art đã trở thành một địa chỉ thân quen với những ai yêu nghệ thuật, đặc biệt là giới trẻ. Nằm trên con phố Huy Du của quận Nam Từ Liêm, nơi đây có điều gì thú vị? Hãy cùng theo chân của Ngọc Linh nhé! Bắt nguồn đầu tiên từ cái việc đam mê và yêu thích cái tranh đồ họa, và mình đã có sưu tập từ lâu rồi, đã hơn 10 năm nay. Thế và khi sau khi sưu tập thì cũng có một cái nhu cầu là muốn cho tất cả mọi người đến xem, có cơ hội để xem và hiểu thêm về tranh đồ họa. Nên mình cũng đã quyết định là thành lập cái Thanh Huy Art Gallery. Như chúng ta đang ở đây thì đấy là không gian tranh dân gian, bao gồm các tranh đông hồ, tranh hàng trống, tranh làng xình, tranh kim hoàn. Tất cả các tác phẩm tranh dân gian trong phòng này thì tôi cũng đã có cơ hội đến gặp các nghệ nhân để làm và tìm hiểu về cái cách làm cũng như là cái truyền thống của họ làm như thế nào. Ở đây là không gian thứ hai, là cái không gian trưng bày các tranh cổ động tuyên truyền. Phong tranh cổ động tuyên truyền ấy, thì thực ra là nó là một cái chủ đề rất quan trọng đối với lại ở Việt Nam. Nó nói về gần như là quá trình sản xuất, chiến đấu, xây dựng trong cái giai đoạn từ thời kỳ chống Pháp cho đến thời kỳ chống Mỹ của dân tộc ta. Hiện nay Thanh Huy Art Gallery đã sưu tập được bao nhiêu tác phẩm quý ạ? Rất nhiều những bức tranh quý và của nhiều các họa sĩ nổi tiếng. Đấy, như là họa sĩ Lê Tiếp, họa sĩ Trần Duy Trúc, họa sĩ Minh Phương, họa sĩ Quốc Thái. Chúng tôi muốn trưng bày cái phòng tranh này để giới thiệu một phần những lịch sử của Việt Nam cho các bạn trẻ bây giờ có thể đến xem, và nhất là cả với bạn trẻ và những người nước ngoài đến để hiểu thêm về cái quá trình lịch sử của Việt Nam trong cái giai đoạn chiến tranh. Giới thiệu Ngọc Linh, đây là phòng tranh đồ họa tiêu biểu, nó gồm rất nhiều những họa, cái tác phẩm nổi tiếng về đồ họa và của các họa sĩ tiêu biểu của Việt Nam. Đấy, thì nó có nhiều, ví dụ bức Chợ Nhông của Nguyễn Tiến Trung, bức tranh hàng trống của Trần Nguyên Đáng, hay bộ tranh khắc kẽm về chiến tranh của họa sĩ Lê Hy Tiếp, tranh của Nguyễn Nghĩa Duyện, rất nhiều những cái tác phẩm tiêu biểu của đồ họa Việt Nam, có đủ các thể loại, ví dụ như là có nhiều chất liệu như khắc gỗ, khắc kẽm hay in đá, đấy là những cái chất liệu tiêu biểu trong cái tranh đồ họa. Tôi cũng hy vọng rằng Thanh Huy Art Gallery sẽ trở thành cái địa chỉ văn hóa, nghệ thuật
và đặc biệt là tranh đồ họa để cho mọi người, các bạn trẻ hay người nước ngoài hay tất cả những ai yêu thích tranh, nghệ thuật tranh đồ họa thì có thể đến đây để chiêm ngưỡng và để thưởng lãm cũng như để học hỏi rất nhiều những cái hay của nghệ thuật tranh đồ họa. Xin được cảm ơn anh. Cảm ơn Ngọc Linh. Những hình ảnh trong mục Điểm hẹn văn hóa tuần này cũng đã khép lại chương trình văn hóa sự kiện tuần này của chúng tôi. Quý vị đừng quên khung thời gian phát sóng 9 giờ 30 phút sáng thứ Bảy hàng tuần. Quý vị có thể xem lại chương trình trên trang web hanoionline.vn hoặc xem lại trên nền tảng Hà Nội On. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt quý vị.